Xin chào mọi người. Xin chào anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Mình Hùng bên vật tư Phan Nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí, các loại vật tư điện. Bên cạnh đó thì chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại nhựa tấm công nghiệp, các loại vải chịu nhiệt, các loại silicon, các loại teflon, các loại cây meca. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn và chia sẻ với anh chị và các bạn một số cái thông tin kỹ thuật về một số cái loại vải chịu nhiệt và cái cách mua bán cái loại hàng này. Bên cạnh đó thì hôm trước Hùng có nhận được cái thông tin từ một cái yêu cầu của khách hàng là cái vải chịu nhiệt này á, anh nói là chống cháy, thì anh đốt thử. Cũng rất tiếc rằng là cái clip đợt trước Hùng đã làm nhưng mà chưa đốt. Hôm nay Hùng làm lại cái clip này một cách đầy đủ hơn để giới thiệu anh chị và các bạn, và cũng chỉ cho nhân viên của công ty Phan Nhân biết cách xử lý và biết cách tương tác cái loại hàng này khi mà mình gặp khách hàng, người ta hỏi những cái thông tin về cái loại hàng này, mình biết cách tương tác và mình tư vấn cho khách hàng. Đồng thời cái loại hàng này có những quy cách như thế nào và cái cách mình bán như thế nào. Thì trước mắt Hùng giới thiệu với anh chị các bạn cái hình ảnh của cái loại hàng này thực tế cho anh chị các bạn. Cái vải chịu nhiệt này á, thì nó có cái màu của nó là màu nâu này, màu đen này, màu nâu, màu đen và màu trắng. Cái loại vải chịu nhiệt này á, thì nó có hai dạng, một dạng có keo và dạng không keo. Đây là cái dạng không keo anh chị các bạn, nó trơn nha. Cái loại này trơn chống dính, trơn chống dính này. Cái này là không có keo nè, không có keo thì hai mặt của nó là không có keo. Còn cái loại có keo á, thì một mặt của nó có keo và một mặt của nó không keo. Thì mình dán, khi mình dán thì nó chỉ có một mặt thôi. Đây anh chị các bạn, khi mình dán thì có một mặt thôi. Đây, cái mặt này thì nó có keo nè, cái mặt này thì không keo nè, cái mặt trước mà không keo nè, mặt này có keo nè. Đó, anh chị các bạn, có keo thì keo nó đây. Đó, cái lớp này là lớp giấy nha, lớp giấy để người ta dán bảo vệ cái lớp keo đó. Đó, keo. Thì cái khổ của cái vải chịu nhiệt này thường là khổ 1m và 1m2, 1m và 1m2, hiện tại là Phan Nhân đều có bán hai khổ đó. Cái chiều dài của cái cuộn vải chịu nhiệt này nó dặm cuộn và nó chiều dài của nó thì theo mét. Chiều dài của nó theo mét. Cái loại vải chịu nhiệt thì nó có 4 loại độ dày. Thì cái độ dày của nó là từ 0.8 nè, 0.13, 0.18 và 0.2. Khi mà anh chị các bạn mà sử dụng một cái loại vải chịu nhiệt mà nó cần cái chất lượng và cần cái độ nghiêm trọng hơn, khi mà đặc để của nó ở mức độ chống cháy và chịu đựng cao á, thì mình nên xài cái loại vải chịu nhiệt mà nó dày hơn. Ví dụ như mình xài, có thể xài 0.2 hoặc 0.18, chứ nếu mình xài 0.08 hoặc 0.13 thì nó sẽ mỏng, thì khi mà cái nhiệt độ của nó lên quá mức thì nó sẽ lủng hoặc là có những cái dấu hiệu mà nó biến dạng. Thì cái mức độ chịu nhiệt của vải chịu nhiệt này á, là nó là tối thiểu của nó liên tục áp lực lên nó, liên tục nó chịu đựng thì nó khoảng từ 0 tới 300 độ C, hơn là có khoảng 301, 302 gì đó. Nó là một loại vật liệu như thế nào mà nó là chịu nhiệt tác động tới nó như vậy? Thì cũng thưa với anh chị và các bạn, cái loại vải chịu nhiệt này nè, nó được sản xuất từ những sợi thủy tinh nha. Nó được sản xuất từ những sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh. Mà cái sợi thủy tinh thì khả năng chịu nhiệt của nó tốt. Sau đó thì tùy theo yêu cầu sử dụng mà nó được tráng phủ một lớp BTFE. BTFE là teflon đó. BTFE thì nó chịu nhiệt, nó vừa chịu nhiệt mà nó vừa chịu dầu, nó chịu hóa chất và dung mâu, nên khi mà cái loại vải chịu nhiệt này thì nó có khả năng chịu được những cái hóa chất và dung mâu để khi mà nó tác động. Cái bề mặt của nó chống dính nên đâm ra là nó trơn, để anh chị và các bạn thải lên những cái vật gì đó mà nó chống dính thì nó sẽ không dính. Cái loại vải chịu nhiệt này thường dùng ở trong các công ty in ấn, các công ty in ấn, có công ty may mặc
và một số cái công ty sản xuất bao bì. Bên cạnh đó thì có một số công trình công nghiệp cũng vẫn thường hay sử dụng cái loại hàng này. Cái loại hàng này là vật liệu chống cháy, các loại liệu chống cháy và khó cháy, nên những cái công ty mà những công ty, những nhà máy sản xuất đó, người ta thường dùng mà thường dùng để làm những trong những cái vật tư chạy trong những cái đường ống, người ta bó bên ngoài để người ta bảo vệ cái đường ống nó chống cháy khi mà cái môi trường làm việc đó dễ cháy. Thì Hùng sẽ đốt thử để anh chị các bạn xem nha, để anh chị các bạn xem và anh chị các bạn đánh giá thực tế cái loại hàng này mà mình nói hôm trước là mình chưa có dịp để mình đốt cho anh chị các bạn xem. Thì đây là cái loại vải chịu nhiệt mà 0.8 nha, 0.08 mili đây nè, mình đốt cho anh chị các bạn xem đó. Thì nếu như là một cái loại vải mà nó có chất nhựa hoặc là có những cái chất dễ cháy thì nó đã cháy rồi, đã quéo rồi anh chị các bạn. Đây đó, mình đốt rồi đó, thì nó vẫn nguyên xi như vậy luôn mà không hề nóng tí nào nha, không hề nóng và nó không có cháy nè, không hề nóng cháy đó, bình thường. Thì đó là những cái thông tin cái loại hàng này mà hiện tại là phân nhân, công ty phân nhân có bán, và chúng tôi bán theo cái nhu cầu của quý khách hàng, hết sức dễ chịu. Ví dụ như quý khách hàng mua bao nhiêu thì chúng tôi bán bấy nhiêu. Cái cụm vải này khổ 1 mét anh chị có thể mua 500 x 500 nhân cho 0.08 hoặc là 500 x 500 nhân 0.13 thì công ty chúng tôi cũng cắt bán cho anh chị các bạn. Bởi vì một điều là chúng tôi thấu hiểu được cái nhu cầu sử dụng của quý anh chị và các bạn, và cái vật tư mình cần bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu, chứ mình mua nhiều làm chi cho nó lãng phí. Bản thân của những công ty thương mại như chúng tôi thì chúng tôi cũng mong muốn bán được nhiều để cho cái đơn hàng nó lớn và cái tỷ lệ lời, cái tiền lời trong đơn hàng nó cũng nhiều. Nhưng mà không, bản thân của Hùng thì Hùng không bao giờ Hùng mong muốn khách hàng mà mua mà để dư lãng phí, cái điều đó nó thiệt hại cho khách hàng thì mình cũng có vui vẻ gì đâu. Nên anh chị các bạn mua bao nhiêu thì chúng tôi bán bấy nhiêu thì cái vấn đề mà mình cắt lẻ thì mình bán nó cao cao giá một tí thì cũng bù qua được, không sao hết. Quan trọng là hai bên cùng vui mà mua được cái hàng mà mình xài. Thì bên cạnh cái loại vải chịu nhiệt đó thì hiện tại là phân nhân chúng tôi có bán cái loại băng keo vải chịu nhiệt nha, băng keo vải chịu nhiệt. Cái loại băng keo vải chịu nhiệt đây anh chị các bạn, cái hàng hóa thì phân nhân nhiều lắm. Đây là cái nguyên cái thùng của băng keo vải chịu nhiệt này, để review cho anh chị các bạn thấy cụ thể luôn. Đây nguyên cái thùng này, cái thùng của nó anh chị các bạn. Thì cái loại vải chịu nhiệt, cái băng keo chịu nhiệt này nè, băng keo chịu nhiệt chống cháy này thì nó cũng có những cái quy cách cụ thể như sau. Là cái bản rộng này nè, chúng tôi có 30 mili, 35 mili, 40 mili, 50 mili, 70 mili và là 100 mili. Thì Hùng cũng sẽ đốt thử cho anh chị các bạn xem nè, để anh chị các bạn thấy rằng là cái băng keo á thì mình mở ra cái này dùng để làm gì anh chị có biết không? Thì keo của nó rất là chắc, là dính, nên đâm ra những cái chỗ mà những cái đường hơi á, cái đường hơi nóng á, mà nó bị xì, hoặc là một số cái đường ống mà nó bị xì á, thì có thể mình dùng cái băng keo này mình quấn, mình bít lại. Cái mức độ chịu hơi nóng của cái băng keo này rất là tốt, mức độ chịu hơi nóng của băng keo này rất là tốt, nên khi mà nó bị xì á, mình lấy băng keo mình bó chặt lại thì cái mức độ mà chịu nhiệt cũng rất là tốt, nên nó sẽ giữ lại ngay chỗ cái đường ống nó bị xì. Và một số cái ống mà nó ở những cái môi trường mà dễ cháy á, mình có thể dùng cái băng keo này mình quấn cái lớp bên ngoài, khi mà nó có chập điện hay chập lửa thì nó bán qua những cái đường ống dây đó, thì nó gặp cái loại chất liệu này ở bên ngoài thì nó cũng khó cháy. Đây anh chị các bạn, mình sẽ đốt cho anh chị các bạn xem nha. Đó.
đâu có cháy đâu, không cháy tí nào anh chị các bạn. Này nó bị xông khói thôi, nó bị xông khói thôi, đâu có cháy. Nếu mà nó cháy thì nó quéo à, đó. Còn nguyên này đó. Mình lau chùi là nó ra hết này, đó, anh chị các bạn xem, ok mà. Thì cái loại hàng này hiện tại là phân nhân chúng tôi đang bán theo cuộn và theo quy cách quý khách hàng cần xài nha. Anh chị và các bạn mua cái loại băng keo này á, thì anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể như sau. Có nghĩa là băng keo vải chịu nhiệt, băng keo vải chịu nhiệt, cái bảng của nó bao nhiêu, cái bảng của nó bao nhiêu thì chúng tôi sẽ lấy cái bảng giá bảng của nó bao nhiêu để báo cho anh chị các bạn. Thì cái bảng của nó thì hiện tại là chúng tôi đang có từ 30 ml, rồi 40 ml, 50 ml, 70 ml, 100 ml. Nếu mà anh chị các bạn mua bóng mua 60 ml thì mình có thể mình lấy cái 100 ml mình cắt ra. Đó, dễ mà. Đây là những cái thông tin cái loại băng keo này, và băng keo và cái vải chịu nhiệt, anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh hoặc chia sẻ cái clip này cho những anh chị em, những người chưa biết về công ty phân nhân chúng tôi có bán chuyên cái loại hàng này. Anh chị các bạn có thể gửi và chia sẻ cái clip này cho anh chị và các bạn đó, để anh chị các bạn đó để có thể tương tác và có thể hiểu biết cái thông tin về cái sản phẩm này một cách cụ thể. Mình cũng gửi lời cảm ơn anh chị các bạn trước. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.